Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Và mình là Kiều Trinh. Hôm nay thì sẽ lại là một video swatch son. Và hôm nay mình sẽ swatch cho mọi người một dòng son mà trước đó mình từng đã có một video swatch một dòng son của hãng này rồi. Một hãng này thì đến từ Hàn Quốc, đó chính là Yushua. Mọi người thấy cái packaging này nhìn nó quen không? Rất là giống của Base đúng không? Ai nhìn cái này thì cũng nghĩ ra luôn cái dòng Base mút JCP đúng không? Đấy. Thì dòng này có tất cả là 8 màu son. Chúng ta cùng vào phần swatch luôn nha. Thỏi son thì được thiết kế có hình vuông, tông chủ đạo của vỏ ngoài là trắng đen. Các màu son thì được đánh theo số thứ tự và tên của từng màu son là tên của từng trang mạng xã hội khác nhau. Cái điểm này thì mình thấy rất là hay, mọi người sẽ nhớ tên của thỏi son được dễ dàng hơn. Màu của vỏ son bên ngoài thì được đánh mỗi thỏi một màu và kiểu gần tương ứng với màu son bên trong. Cái thiết kế này thì gần giống những thiết kế của Base rồi, nên là mọi người cảm thấy rất là quen thuộc đúng không? Một nhược điểm là cái dòng son này cầm cảm giác hơi bị nhẹ tay một chút. Trên thân son thì có in logo của hãng, ở dưới đáy son thì có ghi số màu và tên màu. Cá nhân mình thấy thì thiết kế này khá là đơn giản và nhìn đẹp mắt. Bảng màu son này thì có tất cả là 8 màu. Màu số 1 cacao đầu tiên là một màu đỏ cam mà các chị em đã quá quen thuộc rồi. Tông màu này thì rất là dễ sử dụng cho mọi tông da, còn làm tôn da của mình hơn nữa. Chất son của dòng này lướt trên môi rất là mềm mịn, cảm giác có khá là nhiều dưỡng, không làm môi mình bị khô và cũng là không làm môi mình bị nặng môi nữa. Hôm quay video này thì môi mình có một số vảy môi và mình cảm thấy là đánh lên thì nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Nhìn thật kỹ thì mới thấy những cái vảy môi của mình, còn nhìn từ xa thì không sao hết. Màu 02, Viber là một tông màu hồng đất hơi nút. Tông màu này rất là xinh, nhẹ nhàng nhưng mà yêu cầu bạn cần phải make up khi sử dụng, không là tông màu này sẽ làm chỉnh da của bạn đó. Độ lên màu của son ở mức vừa phải, không quá đậm mà cũng không quá nhạt để chúng ta dễ điều chỉnh được màu hơn. So với dòng Yushua đợt trước mà mình review thì dòng này mình đã cảm thấy là mướt mịn hơn rồi, còn lại thì khá giống nhau. Vì dòng son có một chút dưỡng nên là lớp finish của thỏi son sẽ hơi bóng một chút nha. 03 thì là một tông màu đỏ thuần mà chị em nào cũng nên có. Đánh lồng môi thì sẽ pha một chút hồng rất là xinh. Còn đánh phun môi thì sẽ lên rõ sắc đỏ thuần và trông bạn sẽ thật quyền lực và quyến rũ. Về độ bám màu thì dòng son này sẽ bám màu lên khoảng 4 hoặc là 5 tiếng tùy độ đậm nhạt mà bạn đánh. Uống nước thì sẽ có dây ra thành cốc. Ăn nhẹ thì sẽ trôi ít thôi. Còn nếu mà ăn một bữa lớn thì kiểu gì son cũng sẽ trôi sạch. Nên là đi đâu mọi người cũng nên mang theo thỏi son này nha. YouTube là một tông cam đất nút, mọi tông da đều hợp và sẽ đẹp hơn nếu mà đánh tràn viền môi. Nhưng mà giống như màu 02 thì tông màu này sẽ yêu cầu bạn cần phải make up nhàn nhá một chút để khuôn mặt bạn không bị nhợt nhạt nha. Thỏi son này thì có mùi sáp thơm nhẹ nhàng, ấm tận mũi mình mới ngửi thấy mùi, chứ còn để xa mà đánh son ấy thì mình cũng không ngửi thấy mùi rõ lắm đâu. Nên là các bạn mà có dị ứng với mùi son thì cũng cứ yên tâm. 05 Facebook là tông màu đỏ tươi, hơi giống với màu 03 đỏ thuần nhưng mà tươi hơn. Nếu mà đánh lòng môi thì rất là dễ sử dụng hàng ngày, còn mà đánh phun môi thì chắc là nên sử dụng vào những dịp mà mình cần nổi bật hơn nha. Với mức giá chỉ khoảng 150.000 một thỏi thì mình thấy đây là mức giá rất là ổn cho các bạn học sinh, sinh viên. Các bạn đều có thể mua để sử dụng được. Màu mình thích nhất bảng son này thì sẽ là màu 06 mà mình chuẩn bị swatch gần đây. Instagram, đây cũng là trang mạng xã hội mà mình yêu thích nhất và tông màu này cũng là tông màu mình thích nhất luôn. Đây là tông màu đỏ đất pha ánh cam nhẹ nhàng, bất chấp mọi tông da sử dụng, phù hợp với rất là nhiều kiểu make up khác nhau và không hề làm mình bị già đi. Nói chung là màu này rất rất đẹp. Không bảy
Lai là tông màu mà lạ nhất bằng màu. Màu này thì kiểu là cam vàng mà lại có một chút đất, cũng hơi tươi tươi. Mình thì sử dụng màu này để mix với màu son khác sẽ đẹp hơn. Vì nếu mà sử dụng một mình thì màu này cần một cái makeup look phải phù hợp. Và sắc cam vàng của màu son này thì cũng làm răng của mình bị xỉn đi. Chốt hạ bằng màu là màu 08. Đây thì là một tông màu đỏ nâu trầm rất là bí ẩn. Đánh lòng môi thì sẽ trẻ trung và dễ dùng hơn. Đánh phun môi thì sẽ trở nên rất là bí ẩn, quyền lực và cũng sẽ làm trông bạn già hơn một chút. Nên là nếu sử dụng hàng ngày thì mình khuyên mọi người đánh lòng môi nha. Màu son này thì cũng rất là tôn da của bạn đó. Vậy là mình đã vừa swatch xong bộ son 8 màu mới của Yushra. Mong là mọi người sẽ thích cái video này. Và mọi người có thích dòng son này không thì hãy nhớ comment ở dưới cho mình biết nha. Nhớ like, share video của mình và subscribe channel của mình nữa nha. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye.